chàng trai này bị thanh kiếm gỗ từ xa bay trúng vào đầu khiến anh bị mất trí nhớ tạm thời lúc này anh cảm thấy vô cùng bối rối ơ ờ, tôi là ai còn các cô là ai đột nhiên ma ma cô liền tiến đến ôm lấy anh không có gì phải sợ cả ma kun à ma kun là người quan trọng nhất đối với cô đó sau đó hai người họ trò chuyện cùng nhau ngày càng trở nên thân thiết hơn ma ma cô nói cô đã mơ ước một ngày nào đó được nấu ăn cùng ma kun và bây giờ ước mơ ấy đã thành hiện thực cô hạnh phúc lắm chàng trai liền cảm động Hứa sẽ thực hiện các ước mơ còn lại của Ma cô. cô gái ấy liền phấn khởi và rủ anh chơi trò Twister. Cô nói rằng ngày xưa Ma rất thích chơi trò này với cô lắm. Nhưng bây giờ thì không còn nữa. Sau đó, tại đây xuất hiện rất nhiều cảnh e chi. Trong lúc chơi, họ vô tình nắm tay nhau trông rất là tình cảm. Tiếp theo là trò bắt cua. Không may là con cua ấy đã thoát ra, cắt đi quần áo của Ma cô Ma liền tiến đến ôm lấy cô. Tôi tuyệt đối không để ai nhìn thấy cơ thể của cô đâu. Cô gái liền xúc động muốn rơi nước mắt. Đến chiều, cả hai đã cùng nhau ngồi ngắm hoàng hôn. Cô thật sự rất vui, nhờ ma cun mà cô đã hoàn thành được ước mơ của mình. Chàng trai liền trở nên nghiêm túc. Ma ma cô, dù tôi đã mất ký ức nhưng con tim tôi vẫn biết rất rõ, cô là một phần không thể thiếu trong cuộc đời tôi. Nếu không có cô, thì tôi không thể sống được. Anh thích em. Hãy cùng nhau xây dựng một gia đình hạnh phúc nhé. Cô gái liền đỏ mặt, trông thật sự rất hạnh phúc. Chàng trai liền tiến đến hôn cô, thì đột nhiên ma ma cô bị một sinh vật biển kéo đi cảnh tượng này đã khiến cho trí nhớ của anh ùa về đúng vậy ma mako chính là mẹ của makun